Xin kính chào tất cả quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Chủ đề ngày hôm nay xin chia sẻ là giấy quỳ rất cần để phòng bệnh. Tại sao tôi lại giới thiệu ngày hôm nay là về giấy quỳ? Bởi vì rất nhiều bạn comment cho tôi và đều hỏi là muốn xin biên bản thức ăn hoa quả âm dương thì gửi cho các bạn cũng được thôi, thì trước nay tôi vẫn gửi, nhưng bây giờ nhiều bạn hỏi quá mà tôi không thể nào trả lời hết được, không thể gửi hết được. Mà trong khi đó thì thực tế mà nói là nếu như các bạn có cái bản thức ăn âm dương đó cũng không thể nào thực hiện tốt được bằng là dùng giấy quỳ để tìm ra được là cái thức ăn đó mình ăn hôm nay là âm hay dương, là axit hay kiềm, là phù hợp với sức khỏe của mình hay không. Đấy, thì cái giấy quỳ rất quan trọng trong cái việc là giúp cho bạn phòng bệnh, mà chúng ta đã biết đấy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải không ạ? Đó, cho nên là chúng ta nên mua cho mình giữ trữ trong nhà, trong gia đình với ít giấy quỳ để hàng ngày khi mà làm ăn, làm thức ăn đấy, chúng ta kiểm tra luôn cái món ăn đó nó là âm hay dương, nó là axit hay kiềm. Đó, thì đó chúng ta mới quyết định được là ăn thức ăn nó chính xác, nó đúng. Giấy quỳ tên tiếng Anh là litmus paper, còn tiếng Pháp là le papier de tournesol, và tiếng Nga là lát mút sơ bài à bù mau gà, và tiếng Trung là sư dư sư trí. Tức là giấy quỳ tím đấy. Thì giấy quỳ tím không những được ứng dụng trong phòng thí nghiệm hóa học mà nó còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học khác, và ngay cả trong việc bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, để hiểu rõ về vật liệu này và những ứng dụng của nó trong thực tiễn là điều mà không phải ai cũng biết. Giấy quỳ tím, hay còn gọi là giấy quỳ đo độ pH, là loại giấy được tẩm dung dịch ethanol hoặc nước với chất màu tách từ rễ cây địa y, đó là những cây mà thực vật cộng sinh giữa tảo và nấm, Rosella và Dendrographa, đấy hai cái loại cây địa y đó. Nó có màu gốc ban đầu là màu tím, cho nên là chúng ta gọi là giấy quỳ tím vì mới đầu tiên nó có màu tím. Quỳ tím được sử dụng phổ biến để thử và kiểm nghiệm độ pH. Cũng có thể hiểu rằng giấy quỳ tím được sử dụng để đo độ pH của các chất hóa học, qua đó phân loại và mức độ của các chất đó dựa theo bảng độ chia pH. Quỳ tím sử dụng rất thuận tiện và cho kết quả phân loại chất hóa học cực nhanh. Bên cạnh đó, quỳ tím ẩm, loại giấy quỳ tím ẩm ấy, còn dùng để phân biệt các loại khí trong cái môi trường khí, đó là kiềm hay là tính axit, nó còn phân biệt được cả, đo được cả khí nữa. Trong điều kiện trung tính thì màu chính xác của giấy quỳ là màu tím, cho nên người ta mới gọi cái giấy đó là giấy quỳ tím để cho nó dễ hiểu và dễ được thấy, công nhận được là mà nếu có màu tím là tốt, tức là trung tính. Nhưng mà khi chúng ta mua thì giấy nó có màu vàng chứ không phải màu tím. Nhưng ta gọi cái giấy quỳ tím màu tím là để mà nói là cái màu tím chính là cái màu chúng ta rất cần thiết giúp cho chúng ta xác định được trung tính. Trong hóa học,
dưới quy tím là công cụ thí nghiệm dùng để đo độ pH của dung dịch. Muốn biết cái dung dịch này có tính axit hay là base thì chỉ cần nhúng mảnh giấy quỳ vào dung dịch là chúng ta biết ngay. Khi nhúng mảnh giấy quỳ vào dung dịch cần kiểm tra đấy, thì nếu giấy quỳ có màu tím thì dung dịch đó là trung tính, còn nếu có màu xanh thì dung dịch đó mang tính kiềm, còn nếu có màu đỏ thì dung dịch đó mang tính axit. Một sinh hòa bình đấy thì là tính kiềm, cái màu đỏ là mang tính axit. Ưu điểm của giấy quỳ tím là cho kết quả nhanh mà giá thành lại rất rẻ. Tôi đã mua giúp rất nhiều bạn ở những tỉnh xa, những cái tỉnh mà không có ở ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì rất là dễ kiếm. Thế nhưng mà những tỉnh xa khó kiếm thì tôi đã mua số hộ. Để xác định độ mạnh yếu của tính axit hay base đó thì đem so với các mức độ màu sắc của giấy quỳ tím trên bảng màu kèm theo. Trong mỗi bộ tập giấy đó thì nó có cái bảng màu kèm theo. Chúng ta sau khi mà nhúng cái giấy quỳ vào cái dung dịch thì chúng ta đem so sánh với cái bảng màu này, bảng mẫu chuẩn đấy, thì chúng ta sẽ biết chính xác độ pH của dung dịch đang xét nghiệm là như thế nào. Một túi quỳ tím thường gồm có khoảng 70 nhến thử. Chỉ cần một mẩu giấy quỳ nhỏ, người ta có thể biết dung dịch mình đang sử dụng có tính axit hay base một cách nhanh chóng, chỉ mất vài phần trăm giây thôi. Và độ mạnh yếu của tính axit base, nhưng mà tính độ mạnh yếu thì chỉ biết một cách tương đối dựa vào sự thay đổi đậm nhạt của màu sắc. Thì nguồn gốc của giấy quỳ tím thì chúng ta rất hiểu, quý vị thấy cái màu cái túi màu quỳ tím mà tôi vẫn mua giúp cho bà con đây. Đó, giấy nó màu vàng như thế này và trong đó nó có cái bảng màu chúng ta để tiêu chuẩn đấy, để chúng ta sau khi mà nhúng vào dung dịch thì chúng ta sẽ thấy được nó ứng với màu nào, thì lúc đó chúng ta biết được là nó là axit hay là base. Thì nguồn gốc của giấy quỳ tím là gì? Theo các chuyên gia khoa học này, thì giấy quỳ tím được tìm ra từ rất sớm, được một thầy thuốc người Tây Ban Nha tên là Hernandez de Villanova, sinh năm 1240 và mất năm 1311. Ông ấy đã sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 1300. Và từ thế kỷ thứ 16 trở đi thì giấy quỳ được chiết từ một số loại địa y và được sản xuất ở quy mô công nghiệp, đặc biệt là rất nhiều ở Hà Lan xuất khẩu. Năm 1704 nó được đặt tên gọi chính thức bằng tiếng Hà Lan là Lakmos, chia đôi tức là cái từ của nó là lek hay là nhỏ giọt, còn mus tức là cháo, cái tiếng Hà Lan là Lakmos. Từ cái hai cái từ góp kép lại nhau trong ngữ hệ Ấn Độ đấy thì lek là nhỏ giọt mà mus là cháo, phản ánh phương pháp sản xuất bằng cách chiết nhỏ giọt địa y rồi nghiền vụn ra như cháo. Năm 1640, các nhà thực vật học đã mô tả một loại thuốc nhuộm thu được từ loại thực vật có hương thơm với hoa màu tím tía là cây vòi voi đấy. Và ban đầu các nhà hóa học sử dụng nó làm chất chỉ thị để kiểm tra, để xác định được là một chất nó là axit hay kiềm. Chứ có màu tím cho nên là người ta quen gọi nó là giấy kiềm tím. Thì nếu mà khi nhúng vào dung dịch mà nó cái giấy đó nó chuyển thành màu đỏ
thì nó là uric acid, mà nó là kiềm thì nó sẽ chuyển thành màu xanh lam, màu xanh hòa bình đấy. Ban đầu dĩ quỳ được dùng chủ yếu để nghiên cứu nước khoáng thôi, đấy, nước ăn uống là thứ ta nghiên cứu để xem là cái thứ nước nó như thế nào. Nhưng kể từ thập niên 1670 trở đi thì các nhà khoa học đã quan tâm tới nó nhiều hơn. Ở tại Pháp thì dĩ quỳ được cô lập từ heliotropium và các nhà khoa học đã sử dụng rộng rãi nó nên một cái tên khác cho quý quỳ được chấp nhận tại Pháp là tournesol. Cho nên là cái tên nó là le paper de tournesol. Theo tên gọi của tiếng Pháp, sau này quỳ tím được sản xuất từ địa y do cái sản xuất rẻ hơn, cho nên lúc đó giấy này giấy có màu vàng là vì thế. Đặc điểm của giấy quỳ tím đo pH là gì? Là cái giấy này có giải đo độ pH từ 1 cho đến 14. Đấy, giải đo rất rộng. Thế còn tác dụng đối với chúng ta trong môi trường sống thì tác động của cái độ pH nó như thế nào? Thì giấy quỳ giúp chúng ta là kiểm tra sức khỏe. Các sinh vật dưới đất ấy, chúng ta biết đều phải phụ thuộc vào mức độ pH thích hợp để duy trì sự sống của nó. Các tế bào trong cơ thể sinh vật sống đấy thì cũng đều có một khoảng pH nhất định. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về độ pH thôi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của các tế bào trong cơ thể chúng ta. Vừa khả năng xác định độ pH của dung dịch mà chúng ta có thể sử dụng dĩ quỳ để xác định nguồn thức ăn và nguồn nước mà chúng ta sẽ sử dụng đấy có đảm bảo cho sức khỏe hay không. Từ đó mà lựa chọn những chất tốt nhất cho cơ thể của mình. Chứ không phải là cứ ăn, thích ăn cái món ăn nào là cứ ăn thì mãi mãi ra hỏi đâu. Và phải tự phân biệt được nó là độ pH của nó là như thế nào. Và phải bổ sung chất kiềm với axit sao chung, sao cho nó trung hòa, âm dương hòa hợp đấy, vì thế. Và chúng ta biết đấy, giá trị pH, độ pH đấy, của nước bọt chúng ta là 6.6 cho đến 7.5. Còn nước tiểu của chúng ta thì là 6.0. Đấy, thì nếu với người ta khỏe thì nó như vậy. Với người khỏe. Và dòng máu lý tưởng của chúng ta, những người nào thật khỏe đấy, dòng máu lý tưởng sẽ có mức độ axit và kiềm dao động giữa 7.32 cho đến 7.44. Đấy, những người người khỏe mạnh ấy, thì có cái dòng máu lý tưởng và cái độ pH của những người đó, dòng máu của những người đó là từ 7.32 đến 7.44. Vậy để biết mình đã có dòng máu lý tưởng hay chưa thì xin mời các bạn hãy sử dụng tập giấy quỳ nên mua đi, tập giấy quỳ để tự kiểm tra nước tiểu mỗi buổi sáng. Thế nước tiểu có độ pH từ 6.5, tức là 6.5 đấy, đến 6.7 thì mức máu của bạn là ổn, là lý tưởng rồi, là tốt. Còn nếu thấp hơn, tức là nước tiểu mà có cái độ pH thấp hơn, tức là khi mà đưa cái giấy đó vào cái nước tiểu đấy thì màu sắc nghiêng về màu vàng và chuyển dần sang đỏ, màu hồng, màu đỏ, tức là máu đã bị axit. Những người ăn chay và những người ăn mặn, ăn quá mặn ấy, đều có thể bị chua máu. Vậy hãy sử dụng cái tập giấy quỷ này
tức là nước tiểu sẽ có màu xanh hơi sẫm, thì bạn hãy bớt ăn những thức ăn tạo kiểm và tăng thức ăn tạo axit để trung hòa nó. Bạn cứ sử dụng giấy quỳ một thời gian đi, bạn sẽ thấy thế nào là một bữa ăn thích hợp cho mình. Cho nên hôm nay tôi làm bài này để tôi nói với các bạn là không phải là tôi ngại gì mà tôi không truyền, không giới thiệu, không gửi cho các bạn những cái bài về thức ăn âm dương, thức ăn có axit và tiện. Bởi vì hôm nay chúng ta nên sử dụng giấy quỳ để chủ động hơn. Bất cứ thức ăn gì, có thể trong bảng đó nó không có cái thức ăn đó, cho nên làm sao biết được là âm hay dương, là tiềm hay axit. Cho nên là tốt nhất là cứ dùng giấy quỳ, nó là người bạn trung thành nhất, nó sẽ chỉ người ta thấy ngay ăn cái ăn này là tốt, mà ăn thức ăn này là không tốt, ăn kia là không tốt, ví dụ như vậy. Tác dụng thứ hai của giấy quỳ là gì? Nó kiểm tra những cái đồ mỹ phẩm của các chị em phụ nữ hay dùng để bôi, độ pH lý tưởng của các sản phẩm mỹ phẩm mà bôi mặt ấy, là từ 6 đến 6,5, tức là hơi cao hơn độ pH lý tưởng trên da là 5 đến 5,5. Nhờ đó mà khi sử dụng sữa rửa mặt, các loại mỹ phẩm bôi mặt thì sẽ làm gãy những liên kết của bã nhờn trên da để làm sạch nhờn và bụi bẩn mà không làm khô da sau khi sử dụng xong. Còn xà phòng thì sao? Xà phòng cục mà chúng ta mua đấy có độ pH là 9, nghe chưa? Thậm chí có thể lên đến 12. Hả? Rất kiểm, độ kiểm rất cao. Vì vậy, nếu sử dụng xà phòng cục đấy để rửa mặt, nhất trẻ phụ nữ mà da mặt thì rất là mỏng, mà dùng nó để rửa mặt thì sẽ làm da mất đi độ nhờn cần thiết, khiến da quá khô, ửng đỏ, dễ kích ứng và làm da nhanh lão hóa, cái chóng xấu, chóng già, thì là cái da mà nó lão hóa, nó khô và nó nhăn nheo, cái thứ gì nó rất xấu, không ạ? Khi lựa chọn sản phẩm này, sản phẩm nào đấy để mà rửa cái mặt đấy, lau mặt đấy, rửa mặt đấy, chúng ta cũng nên lưu ý rằng với mỗi loại sản phẩm và mục đích sử dụng khác nhau thì độ pH cân bằng của sản phẩm cũng khác nhau. Ví dụ nếu đối với những loại sản phẩm điều trị mụn dành cho những người bị da nhờn thì để làm sạch và hạn chế độ nhờn đó thì độ pH trong sản phẩm phải cao hơn mức cân bằng thông thường, tức là từ 8 đến 8,5. Còn đối với những sản phẩm dành cho da không nhờn, da khô, thì độ pH của sản phẩm có thể thấp hơn, chỉ từ 4,5 đến 5 thôi. Đấy, như thế mới là phù hợp với da mặt của mình. Thì đây là tác dụng thứ hai của cái giấy quỳ, để giúp chúng ta tìm được là cái sản phẩm mỹ phẩm nào thích hợp với ta. Cái tác dụng thứ ba của giấy quỳ là còn giúp cho mẹ bầu trong giai đoạn cuối sắp sửa sinh con ấy sẽ kiểm tra nước ối để theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Đó. Thì đấy là cái tác dụng thứ ba của giấy quỳ. Còn một cái tác dụng cuối cùng, thứ tư của giấy quỳ là dùng cho những người sản xuất nông nghiệp. Thế còn về y học, y dược thì dùng cho những người mà trồng các loại cây thuốc, tức là đo độ pH của đất. Trong lĩnh vực nông nghiệp, độ pH cũng là chỉ số cần được chú ý trong canh tác đất trồng. Nếu đất mang tính axit,
còn gọi là đất chua đấy, đất nhiễm phèn đấy, đó, sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng, dẫn đến chúng ta giá canh tác sẽ không có nguồn lợi thu nhập. Để đo độ pH của đất chuẩn ấy, thì bạn cần lấy 5 mẫu đất ở 5 điểm của thửa ruộng hay của thửa đất của bạn đấy, ở 4 góc ở bên đất và 1 điểm ở trung tâm. Ở mỗi điểm lấy đất đó, chúng ta đào hố sâu và rộng 50 phân, dùng cái loại vật dụng sắn theo hình thẳng đứng để lấy mẫu đất theo chiều sâu từ mặt đất tới độ sâu 40 phân. Ở mỗi điểm lấy thì cần lấy 0,5 ký đất mẫu, nửa ký đất mẫu đấy. Sau đó đem trộn cả 5 đất mẫu này với nhau, rồi phơi khô, đập nhỏ. Sau đó cân lấy 100 gram, đem thử độ pH của nó xem sao. Cái cách thử như thế này, cho 100 gram đất mẫu phơi khô đó, tán nhỏ đó, nhặt sạch tạp chất như là rễ cây, đá, sỏi, gạch, rơm ra cho nó sạch. Sau đó cho đất vào chai nhựa có dung tích khoảng nửa lít, rồi đổ nước vào khoảng 2/3 chai, lắc kỹ cho đất hòa tan với nước. Nước là lấy ngay ở khu vực mà đào mà có giếng phun thì tốt nhất ở ngay khu vực đấy trồng đấy, chúng ta lấy ngay cái nước đó hòa lẫn với đất đó. Sau đó để lắng khoảng 30 phút rồi rót ra một ít nước trong chai ra cái chén và lấy giấy quỳ nhúng vào đo độ pH. Ta nhúng nhẹ vào nước rồi đem so với bảng màu để xác định được độ pH của đất là axit hay kiểm. Nếu đất trung tính thì độ pH là 7. Thế còn nếu độ pH là nhỏ hơn 5 thì là đất có axit và đất chua, đất phèn. Còn nếu độ pH mà lớn hơn 6 và nhỏ hơn 7 thì là trung bình, là tốt nhất cho rất nhiều loại cây trồng. Đây là thang đo độ pH chuẩn của thế giới đối với các loại đất. Nếu giá trị độ pH từ 3.0 cho đến 5.0 thì ta gọi là đất có tính axit cao, đất rất chua, và cây trồng ở đó không thể hấp thu các dưỡng chất như kali, phốt pho, bo, molybden, mặc dù chúng vẫn hiện diện trên đất, các chất này vẫn có trong đất đấy, nhưng do tính axit cao của đất sẽ làm cho các nguyên tố này không thể hòa tan được và bị giữ chặt trong đất. Mà không hòa tan được thì làm sao mà cây cối hấp thu được? Đó. Hầu hết các loại vi sinh vật cũng không thể hoạt động để phân hủy chất hữu cơ ở trong đất, dẫn đến tình trạng đất bị bí chặt, nghèo dinh dưỡng. Thế thì với những đất như thế, nhất thiết phải bổ sung vôi, tức là kiềm đấy. Đó. Nên ta cao người ta rất nhiều, nên ta phải quán vôi là vì thế. Bổ sung vôi để cải thiện tính axit trong đất, nâng độ pH lên cao hơn. Còn nếu giá trị pH từ 5.1 đến 6.0 thì coi là đất hơi có tính axit. Nó thích hợp cho các loại cây họ đỗ quyên, như là cây đỗ quyên, cây hoa trà, cây thạch nam, đấy, một số loại cây mà dược phẩm, dược liệu mà chúng ta vẫn trồng để mà lấy làm thuốc đấy, thì nó thích hợp với các loại cây có cái độ axit nhẹ từ 5.1 đến 6.0. Nhưng mà đối với đất này cũng phải, người ta từng là phải bón thêm vôi nếu muốn trồng các loại cây trồng khác, nhất là cây trồng ưa vôi như cây họ đậu, các loại cây họ đậu. Còn lại đất mà có giá trị pH từ 6.1 đến 7 thì là đất axit trung bình hay còn đất trung bình đấy. Đất này thích hợp cho phần lớn các loại cây trồng thông thường, các loại
dược liệu thì làm thuốc đấy, thì là phải đạt được pH từ 6.1 đến 7. Lượng dinh dưỡng có trong đất luôn duy trì trạng thái thích hợp cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Và phần lớn các loại vi sinh vật có lợi trong đất sẽ hoạt động tốt trong môi trường có khoảng pH này. Với loại đất này, cơ bản không cần tác động bón gì thêm. Song, lưu ý luôn duy trì trạng thái cân đối giữa hàm lượng vô cơ và hữu cơ để bảo vệ đất. Còn với đất có giá trị pH từ 7.1 lên đến 8, là đất có tính hơi kiềm, thích hợp cho việc trồng các loại cây họ đậu. Trong môi trường đất kiềm này, thì các nguyên tố mangan, sắt sẽ bị giảm khả năng hòa tan, gây sự mất cân bằng với canxi, dẫn đến cây trồng bị vàng hay bị úa ở những bộ phận tăng trưởng mới. Và tỷ lệ vi sinh vật gây bệnh thối rễ sẽ có ở trên đất này. Nguyên pháp tác động là nếu muốn giảm độ kiềm thì có thể bổ sung các nguyên tố gây axit hóa như là bón lưu huỳnh, bón sắt, sunfat. Hay cứ mà ta mua cái loại phân lưu huỳnh, phân có sắt sunfat. Như vậy thực tế sản xuất tôi thấy là độ pH của đất trồng không chỉ tác động đến quá trình sinh trưởng phát triển mà còn là một yếu tố tác động không nhỏ đến khả năng phát sinh phát triển các dịch bệnh trên cây trồng nông nghiệp. Không những ảnh hưởng đến cây trồng của chúng ta mà nó còn ảnh hưởng là khả năng phát sinh phát triển các loại dịch bệnh trên cây trồng đó nữa. Nên việc kiểm tra kiểm soát độ pH của đất là thao tác quan trọng trong quá trình canh tác sản xuất nông nghiệp cũng như trong quá trình trồng cây thuốc. Phải xác định đúng độ pH đất là cơ sở để lựa chọn loại cây trồng cho phù hợp, hoặc ngược lại, chỉ số độ pH đất chỉ ra cho bạn phải tác động ra sao, phải bón loại phân gì trên khu đất đang trồng trọt để đạt được mục tiêu vừa tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp mà vừa hạn chế được các vi khuẩn, các loại sâu độc hại hại thân, là hại các trồng trọt cây cối trồng trọt. Thì hôm nay xin giới thiệu với quý vị về cái giấy quỳ đối với chúng ta cũng như là đối với môi trường, đối với đất trồng trọt. Xin cảm ơn các bạn quý vị đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào và chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, trường thọ.